chợ đồng bò hả? À, chợ đồng bò. Chợ đồng bò dễ nhớ đó hơn đúng không? Không, bò đồng bò gì mà sao ế thế này, đúng là đồng bò. Bò chỉ có bò dữ lắm. Hả? Chợ đồng bò ra đây, chợ ớt nè. Ủa, ăn cho con dùm lắm. Hả? Ăn dùm hơi nhiều quá, sao ăn dùm nhiều quá mà. À, ship luôn hả? Ế à nè. Dạ. Chợ ế rồi người ta mới đi nằm ở bù chán ai mua cũng hết nguyên cái chợ đó. Dạ. Là người bán chứ đâu có người mua đâu. Dạ. Phương xin chào các bác anh chị khắp nơi. Sáng nay Phương quay lại chợ Phước Đồng đó bà con các bác anh chị. Vị trí Phương đang đứng nè. Đường Nguyễn Tất Thành ha. Thì cái chợ Phước Đồng đó thì Phương quay cũng rất là lâu rồi. Tầm khoảng 4 tháng thì sáng nay Phương sẽ quay lại chợ Phước Đồng cho bà con khán giả xem ha. Bây giờ bà con khán giả đi với Phương ha. Nếu anh chị đã đi lâu rồi đó thì Phương nhắc lại khu vực này đó thì ngày trước người ta kêu bằng đồng bò đó bà con có bán chị. Phía bên này là cầu Bình Tân nè. Cầu Bình Tân chạy vô ha, chạy thẳng là sân bay Cam Ranh. Phương sẽ đi vô chợ. Giờ này là 8 giờ rồi. Chào anh. Chỗ này bán hải sản à. Đi thẳng là nghĩa trang Phước Đồng. Con đường này bây giờ cũng thoáng, mấy hồi Phương quay đó con đường này xe đồ đậu rất là đông, bây giờ cũng thoáng rồi. Này là đậu hũ. Có vẻ như chợ rất là vắng ha. Chợ bên đây cũng vắng ha cô? Bây giờ đã vắng rồi, họ đi như thế này là chợ không có người. Dạ. Chợ cái gì vậy anh? Hay mình chợ cái gì vậy? Tao quay phim cho bà con khán giả xem đó mà. À, đó, chợ thì vắng lắm, bây giờ lại... Mấy bữa thấy đông mà bữa nay vắng ha. Chắc người ta đi làm hết rồi. Hả? Lần thứ hai Phương quay chợ Phước Đồng. À, có cái em bán rau này biết Phương này. Em này hay là em bên kia ta? Lâu lắm rồi. Mực. Cá. À, vắng quá ha. Cái này chưa bắt đi đâu.
mong rằng những cái video Phương đăng đã nhiều khán giả yêu thương cái kênh, ủng hộ cho Phương ha. Chúng là chợ vắng nè. À, lúc nào cũng ế. Trời này đa số là buổi sáng thôi ha. À, chiều đông hơn hả? À, ta đi làm về đó, đúng không? Ồ, vắng quá luôn ha. Chợ đồng bò hả? À, chợ đồng bò. Chợ đồng bò dễ nhớ đó hơn, đúng không? Không, bò đồng bò gì mà sao ế thế này, đúng là đồng bò. Cô, chào cô. Chào con Tết à? Dạ. Chào con Tết à? Như anh là nào ứng xử nào kêu được hết. Là Phương đi được cái hẻm này nè. Xin chào, xin chào. Hôm giờ bán đỡ không? Dạ, đầu năm mà anh ế lắm anh ơi, không dám nói ế. Thứ bảy chủ nhật đông không? Hả? Thứ bảy chủ nhật đông không? Dạ đông. Ừ, chỉ có hai. Chợ này là hình như là công nhân viên hay đi chợ đúng không? Buổi chiều đúng không? Buổi chiều đông hơn hả? Buổi chiều hả? À. Buổi chiều đông. Ta đi làm về đó. À, ngoài kia. Ủa, chứ anh làm bên cái gì đấy? Anh đi quay cho khán giả xem cái chợ của mình đó mà. Chợ giờ người ta đang ngoài đường, người ta ngồi hết rồi. Thấy vô rồi, gọn rồi mà. Thấy rộng rồi, thoáng rồi mà. Khi nào người ta cũng quen, người ta đã ấy xong rồi chợ bán thế lắm. À, giờ này người ta cũng đi làm đó. Người ta bán ở ngoài đấy, người ta chen nhau, người ta ngồi khó quá. Đâm ra ở trong đây. Thôi xin chào. Anh đi quay đằng sau mà anh nói là bây giờ chợ nó là chợ, chợ nó không phải là đường, nó là chợ. Cái gì bán rau một chừa, cái khách này ngồi đây là ngồi phanh tay luôn ha. Chị ăn kêu chứ. Lúc nào không ăn đấy, nhiều xui chưa ngủ. Dạ. Anh à. Có người cũng quay mà không người cũng quay cho khán giả biết chứ. Coi bà con làm ăn như thế nào chứ. Quay cho người ta biết rồi tới đi mua ủng hộ bà con chứ. Chứ không quay rồi sao bà con, sao khán giả biết được bà con buôn bán như thế nào, đúng không? Ế lắm. Dạ. Ế lắm. Em đi ngồi em thấy là vắng rồi mà. Chị bán gà ha? Bán gà. Chị bán gà thôi. Gà vịt. Dạ. Bán gà, bán vịt. À, ăn dùm hơi nhiều quá, sao ăn dùm nhiều quá mà.
À, ship luôn hả? À, bây giờ có đọc số điện thoại không? À, tên gì đó? Đọc bên video nè, để người ta biết tới mua ủng hộ. Đúng không? Đăng lên cho nè bé. Đăng lên rồi cho mọi người biết ủng hộ chị ship hàng cho người ta. Giờ thấy người bán không, người mua chả thấy. Thì phải cho thấy người bán không à. Còn chị bên đây là ngủ luôn nè. Ngủ luôn. Giờ đắt quá thì quay đó, quay cho người ngủ á. Mình ngủ luôn mà. Chị mệt quá chắc là xuống sớm mà. Dạ. Nó đi xuống là đi, mình đi sớm nữa, dậy sớm rồi bán rau phải dậy sớm. Bốn không có sớm là đâu, tại vì chợ ế nè. Dạ. Chợ ế rồi người ta mới đi nằm ở buồn chán, ai mua cũng hết nguyên cái chợ đó. Dạ. Là người bán thì đâu có người mua qua đâu. Bữa nào em lên, bữa nào em quay, chị cũng xem chứ. Cái này là không thấy ai mua luôn ha. À, rồi có người mua rồi nè, có người mua rồi. Chỗ làm cá Phương cũng hạn chế quay đó bà con các bạn chị. Rồi tôm. Đây là ốc bóc tay hả chị ha? Cái này bao nhiêu một ký? 40 ngàn. Dạ. Giờ này em thấy mà quay cái gì mà quay cho tới cho đông rồi. Rồi. Quay cho tới đông chưa? Là Phương đi ra lại ha. Rồi chị kia có khách rồi nè. Rồi chị có khách rồi ha. Dạ. Bữa nào em không đăng, bữa nào em quay. Chị không để ý chứ. Quay gì đó mà quay. Mấy bữa mở rồi thấy ngồi con mé đi chợ rồi thấy thấy gì đâu. Bữa giờ chị bận quá. Dạ. Vé kẻ thị trường chứ là quán ăn sáng đồ. Dạ. Quay quay chứ Mỹ mình phép bên đây gì khác hết. Bữa giờ chị không để ý á. Để xem gì. Cái gì. Cái gì. Mở ông 31 à. Hả? Số 31 nào? Ủa, 31 chốt đâu phải số đề đâu. Số điện thoại hả? Chị phải biết cái kênh của em tên gì chứ. Đúng rồi, biển xanh. Biển xanh. Chị nói 31 em tưởng là số đề. Dạ, chị đánh Nha Trang biển xanh. Dạ, đúng rồi, thấy chị này. Rồi bữa nay bán được không? Dạ. Bữa nay bán được không chị? Dạ. Dạ. Chị ở Hồng Rế hả? Hồng Rế đúng không? Ở Đồng Bò. À, Đồng Bò. Ở gần đây luôn ha. Dạ. Đồng ở chỗ đường dạ. Bữa trong tới thì bán được, người đem vào tới. Nhưng mà bây giờ người ta cũng đi làm rồi. Giờ này đi làm rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, trời ơi, ăn Tết bé tiền ế, chị nói là, chị nói, đăng lên đây. Chị đâu có biết kênh em đâu. Chị không biết chỗ mà cái chị bấm lên rồi coi quà thu quà luôn. Chị bấm Nha Trang biển xanh á. Tự nhiên bị mất xong rồi không thấy nữa. Tự nhiên chị ít coi đó. Bữa giờ mở dạ. Tự gì chị đánh số 31 làm sao nó ra. Không, chị tìm biển xanh với xe mà điều chị không biết chữ. Bán cả rẻ nhất. Chị có cái mốt đó, chị đánh Nha Trang biển xanh là ra à. Nha Trang biển xanh đúng rồi. Dạ. Mở coi Nha Trang biển xanh được coi với Khánh Hòa Hồng luôn á. Dạ, đúng rồi. Quay cam nước, cam ranh. Đúng rồi. Rồi quay gì? Đá bạc đồ đó. Sơn rồi gì đó. Đúng rồi. Thấy rồi kìa rồi đồ như quay ai quay đâu, quay ai.
Dạ. Rồi chiều nay là chiều hôm nay là chị đánh Nha Trang Mỹ Xanh sẽ thấy chị nha. Rồi chị tên gì? Chị tên gì? Dạ. Dạ Trần Thứ. Đúng rồi. Dạ. Chị cũng hay coi kênh của em đúng không? Dạo này là ít coi đúng không? Coi hoài thôi. Coi hoài thôi hả? Bây giờ tao không biết chữ là chị không có bấm tên. Thôi bây giờ em tặng cho chị món quà nha. Món quà nha. Kênh Biển Xanh. Kéo. Rồi mở giùm. Rồi Phương tặng chị. Chị mở giùm em cái này nè. Không được quay cái cảnh mèo nè. Cái này thì... Mèo quà luôn nha. Rồi món quà ở Biển Xanh, Biển Xanh. Đây em tặng chị món quà kỷ niệm nha. Đây nè, chị nói con chị đó đánh Nha Trang Biển Xanh, tặng chị cái áo kỷ niệm nha, nhớ về em nha. Thôi em chào chị nha. Nha Trang Biển Xanh nha. Nha Trang Biển Xanh. Dạ. Em biểu người ta bấm coi hoài chứ không có. Dạ. Rồi. Bữa coi thấy bà chị nhà đi chợ. Dạ. Bà bấm Nha Trang Biển Xanh có mềm đó. Dạ. Thôi em chào chị nha, chúc chị may mắn nha. May mắn nha. Con cũng may mắn luôn. Quay may em nhiều con nó xem luôn. Dạ. Thôi chị bé. À đây có ruốc nữa nè. À, chị bán ruốc. Và bây giờ Phương sẽ đi ra lại. Cái cơm đi. Cái cơm này nhẹ càng giải xếp. Đó cũng đi ra phải nói lại. Hả? Quay cho bà con biết tới chợ mình mua. Mua ủng hộ. Mua mực của chị rồi nè. Phương đi ra lại. Phương đi vào phòng. Quay chợ Đồng Bò. Chợ nào cũng quay hết á. Chợ Đồng Bò đó hả? Có người mua hết rồi. Chợ rất vắng mà con có bán chi. Tới đây thì Phương sẽ lấy xe ha. Phương sẽ chạy qua phía bên Nghĩa Trang Phước Đồng. Bây giờ Nghĩa Trang Phước Đồng đó thì con đường hồi đó rất là xấu. Bây giờ con đường người ta cũng chán nhựa rồi, chạy rất là tốt đó mà con của anh chị. Người ta chán nhựa hết rồi. Bây giờ Phương quay lại Phương lấy xe ha. Phương gửi xe bên đường đó mà con của anh chị. Giờ Phương sẽ không đi bộ nữa, Phương sẽ lấy xe chạy cho bà con khán giả xem. Chào anh, bữa giờ chạy xe thò có không? Dạ. Rồi ngày kiếm được gần trăm không? Dạ. Rồi giờ này anh đi chợ hả? Còn bà xã đâu rồi?
mình sẽ đi làm. À, đi làm rồi. Thôi em chào anh nha. Chợ Đông Bò thì thứ bảy chủ nhật đông hơn, mấy ngày này thì cũng rất là vắng. Cái này là công nhân đi buổi chiều. Con đường này là cũng là vô khu du lịch Hồ Kênh Hẻ mà con có bác chị ở phường tới ngay chỗ mà đường vô Hồ Kênh Hẻ, Phương sẽ quay cho bà con khán giả xem, quay sơ ngồi thôi, lối đi vô đó. Bây giờ con đường này thì bên này người ta mở quán hàng ăn cũng nhiều nè, để Phương đi chậm lại thôi. Phở. Lối này vô Hồ Kinh Hà nè, khu du lịch Hồ Kinh Hà. Cầu này bây giờ mở rộng ra rồi. Trường tiểu học Phước Đông. Tỉnh lộ 3. Đường này là tỉnh lộ 3 bà con cô bác chị. Đường bây giờ chở nhựa rất là tốt luôn, chạy o luôn. Bên đây là mỏ đá Hồng Thủy khai thác đá trong này. Hôm nay Phương đi cái xe này đó thì
Phương chạy đó thì âm thanh nó không được được tốt. Xe Phương được đang đi chiếc xe cũ này. Trong đây là lối vô chùa Linh Sơn Phước Điền trong này. Hôm Phương Phúc phát qua trong cái chùa Phước Điền. Phương chạy từ chợ Phước Đồng đó vô đây không có một cái ổ gà nào hết, đường rất là láng này. Cầu Phước Thượng, Phương tới cầu Phước Thượng rồi. Bên đây là người ta cũng chạy vừa xong rồi. Chùa Phước Quang. Đây là một cái chợ trầm hổm, vài người bán thôi. Tới đây thì Phương xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con khán giả xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.